Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Khánh Linh, học sinh lớp 514, trường tiểu học Trung Vương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Các bạn ạ, mình rất thích đọc sách. Mỗi cuốn sách mang đến cho mình những điều bổ ích và lý thú. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một cuốn sách mà mình rất là yêu thích. Đó chính là cuốn sách Những tấm lòng cao cả. Và để biết được nội dung của cuốn sách này hay như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Nhà văn Edmondo de Amiskit, sinh năm 1846, mất năm 1908, là một nhà văn, nhà hoạt động chính trị xã hội nổi tiếng của nước Ý. Với hơn 40 năm cầm bút, ông đã để lại rất nhiều tác phẩm có giá trị. Phải kể đến đó là tác phẩm Những tấm lòng cao cả hay Tâm hồn cao thượng. Đây là một cuốn tiểu thuyết viết về trẻ em, được lấy bối cảnh lúc nước Ý đang thống nhất. Tiểu thuyết được ra đời vào những năm 80 của thế kỷ 19 đã làm cho tên tuổi của nhà văn nổi tiếng khắp thế giới. Cho đến nay, tác phẩm bất hủ này vẫn vang vọng và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người đọc, đặc biệt là các bạn thiếu nhi ở các thời đại khác nhau. Tác phẩm được viết theo hình thức nhật ký của Enrico Bottini, cậu học trò tiểu học ở Ý. Đó là những câu chuyện giản dị với những con người bình thường, nhưng nhân cách và mối quan hệ cùng tấm lòng cao cả thánh thiện của họ mãi là bài học đạo đức sâu sắc và đáng quý. Một cậu bé người Ý, Enrico Bottini, hàng ngày ghi lại những việc lớn nhỏ diễn ra trong đời học sinh của cậu, những cảm tưởng và suy nghĩ của cậu thành một cuốn nhật ký. Câu chuyện diễn ra khi Enrico đang học lớp 3. Ở đó, Enrico đã được biết đến với những cậu bé đủ mọi tính cách như Garone là một người bạn to lớn, hào hiệp luôn giúp đỡ mọi người và bênh vực kẻ yếu. Derossi là một cậu bé thông minh luôn dẫn đầu lớp nhưng cậu không hề kiêu căng. Trong khi đó, Bottini lại luôn đố kỵ với Derossi. Những người bạn như Ricosi, Grossi, Coretti lại sinh ra trong gia đình nghèo nhưng luôn cố gắng vươn lên trong học tập và lao động. Ngoài ra, còn có những người bạn có tính cách đặc biệt, như Stardi là người bạn lầm lì ít nói, thậm chí bố của cậu còn nói với cậu phải kiên nhẫn vì con ông khó bảo lắm. Cuối cùng, Stardi cũng trở thành một cậu học sinh giỏi nhất lớp. Xen kẽ vào cuốn nhật ký về Enrico là các chuyện đọc mà thầy giáo yêu cầu học sinh chép để đọc cho cả lớp. Đây là những câu chuyện kể về những tấm gương thiếu niên dũng cảm của nước Ý. Có những người dũng cảm hy sinh vì tổ quốc như cậu bé trinh sát ở Nopatia. Có người chết để cứu những người thân thiết như cậu bé ở Roma hay cậu bé người Sicilia. Hay cả những người có nghĩa cử cao đẹp. Tuyến nhân vật người lớn cũng được xây dựng ở nhiều khía cạnh, như thầy chủ nhiệm rất yêu thương học sinh, thầy Cotti dạy lớp 2 thì vui tính, bố mẹ Enrico thì luôn yêu thương, chăm sóc con hết mực, dạy con nhiều bài học qua những lá thư. Và mình rất ấn tượng với bức thư mà bố gửi cho Enrico. Enrico yêu dấu của bố, hãy can đảm lên, người lính nhỏ của đạo quân mênh mông ấy, sách vở là vũ khí của con, lớp học là đơn vị của con. Trận địa là cả hoàn cầu và chiến thắng là nền văn minh của nhân loại. Ôi, không bao giờ con là một người lính nhát gan, Enrico của bố. Các bạn ạ, cuốn sách Những tấm lòng cao cả không chỉ là một cuốn tiểu thuyết viết về kỷ niệm thời thơ ấu mà ẩn chứa trong đó là những bài học giúp chúng ta xây dựng một lối sống có văn hóa. Điều đó làm cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc và thú vị hơn rất nhiều. Các bạn hãy tìm đọc cuốn tiểu thuyết này nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!